Buổi rạng sáng khi trời mưa thì cũng hơi buồn, tuy nhiên đến đây thì miễn làm sao mà tất cả các bạn ở đây, Fanny và cô cũng rất là nhiệt tình cho việc là ok rồi, thì cũng thấy là vui lắm rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã chịu khó đường xa xa xôi chiều ghe xuống đẩy vượt qua mưa gió bão buồn đến đây đến nhà của việc. Chắc lẽ là bây giờ mình vào chương trình luôn nhà, không chờ đợi ai nữa. Trong đầu tiên để muốn gửi đến tất cả quý vị ở đây một sáng tác của nghệ sĩ Nguyễn Hải Phong rất là quen thuộc mang tên Fly.